Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai giám sát tại Sở Y tế về huy động quản lý và sử dụng nguồn lực phòng chống Covid-19. The Mo Show, sản phẩm du lịch ấn tượng độc đáo. Quán nhân đạo, mô hình hỗ trợ sinh kế mới của Hội chữ thập đỏ thành phố Lào Cai. Trong phần tin quốc tế, nghệ thuật tái chế mang sắc màu đến thủ đô Venezuela. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai tại huyện Bát Sát vừa có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm tại các xã Dền Sáng và Bản Vược. Tham dự có đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri phản ánh kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện một số nội dung như đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ tu sửa đường giao thông, quan tâm công tác quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư đường điện, nước sinh hoạt tại các thôn khó khăn, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, xử lý nguồn nước, vệ sinh môi trường tại các trường học, đồng thời có cơ chế chính sách hỗ trợ cho bà con vay vốn phát triển sản xuất. Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, các phòng ban chuyên môn đã trả lời, làm rõ một số vấn đề nhân dân quan tâm. Đối với các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện Bát Sát tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, chuyển cơ quan chức năng giải quyết trả lời theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 12, đoàn giám sát đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai do ông Sùng A Lệnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát tại Sở Y tế Lào Cai về huy động quản lý và sử dụng nguồn lực phòng chống COVID-19. Thời gian qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được ngành y tế tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ, cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp trách nhiệm giữa các cấp, các ngành. Đến nay, dịch bệnh tại tỉnh cơ bản được khống chế. Lào Cai luôn nằm trong nhóm các tỉnh đạt tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cao nhất cả nước. Bên cạnh đó, ngành y tế chủ động việc huy động các nguồn lực cho phòng chống dịch COVID-19. Các chế độ chính sách được thực hiện kịp thời, đầy đủ, khuyến khích động viên các cán bộ, công chức, người lao động trong phòng chống dịch, đảm bảo không để thiếu kit, test hay vaccine phòng COVID-19. Việc quản lý sử dụng các nguồn lực được thực hiện đúng quy định, qua công tác kiểm tra, đánh giá, không phát hiện sai phạm. Công tác y tế dự phòng ngày càng được quan tâm. Việc thu gọn các đầu mối đã làm tăng hiệu quả hoạt động, tập trung được nguồn lực mạnh hơn, không gian trải. Tại buổi làm việc, các đại biểu đề xuất một số ý kiến với đoàn khảo sát về thực hiện chính sách hỗ trợ cho đội ngũ y tế cơ sở, đảm bảo các chính sách chế độ về tiền lương, phụ cấp theo lương, phụ cấp đặc thù nghề nghiệp, nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức tại các cơ sở y tế. Đặc biệt cần có các quy định phù hợp, hướng dẫn cụ thể trong công tác mua sắm, thuốc, trang thiết bị cho các tình huống dịch bệnh. Sớm ban hành các quy định về tính giá dịch vụ khám chữa bệnh như tính đúng, tính đủ để các đơn vị y tế có thể thực hiện việc tự chủ theo đúng lộ trình đã đề ra. Với những đề xuất kiến nghị của ngành y tế, đoàn giám sát đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tiếp thu để chuyển đến các cấp có thẩm quyền nghiên cứu giải quyết. Chiều ngày 22 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham dự có đại diện các cơ quan báo chí trung ương và của tỉnh. Năm 2022, thành phố Lào Cai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, kinh tế xã hội của thành phố tăng trưởng tốt. Tính đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt gần 5,4 nghìn tỷ đồng, ước thu cả năm đạt trên 6,1 nghìn tỷ đồng, bằng 100,7% kế hoạch tỉnh giao. Lượng khách du lịch đến thành phố năm 2022 ước đạt 2,1 triệu lượt, bằng 221% so với cùng kỳ năm 2021. Thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, trên cơ sở phân bổ nguồn lực của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đã chỉ đạo triển khai giải ngân nguồn vốn, đảm bảo tiến độ, công nhận 6 thôn kiểu mẫu tại các xã Đồng Tuyển, Cam Đường, Cốc San, Tạ Phời và công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Thống Nhất đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương, tỉnh và thành phố thống nhất tiếp tục tăng cường công tác phối hợp thông tin tuyên truyền, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm thành phố đề ra trong năm 2023, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dự kiến sẽ được thành phố tổ chức
từ ngày 21 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 2 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ sinh kế là giải pháp được Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Lào Cai ưu tiên thực hiện để hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Và quán nhân đạo đầu tiên vừa được mở tại phường Bình Minh là một trong những mô hình mới hiện thực hóa chủ trương đó. Để mở được quán bán đồ ăn sáng này, chị Trần Thị Nga ở tổ 5 phường Bình Minh đã được Hội Chữ Thập Đỏ thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng, cộng thêm sự hỗ trợ từ người quen cho mượn mặt bằng kinh doanh. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để chị được tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ khi mở quán, chị Nga đã có thêm nguồn thu để trang trải cho cuộc sống. Chồng em ốm 4 năm mà bây giờ cũng không có nhà ở. Thì hiện tại chồng em mới mất được 2 tuần. Sau khi được hỗ trợ thì em cũng rất mong muốn là quán được phát triển thêm để em kiếm thêm thu nhập để nuôi cho các con đỡ vất vả hơn. Hỗ trợ giúp đỡ cho hộ bà Trần Thị Nga sẽ được đi tập huấn về cái công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi là hỗ trợ giúp đỡ về cái điều kiện, về cái địa điểm để giúp cho bà Nga có những cái điều kiện trước mắt để phục vụ cho cái sản xuất kinh doanh nó đảm bảo được lâu dài và đảm bảo ổn định cuộc sống cho ba mẹ con bà Nga. Để các hội viên có hoàn cảnh khó khăn có động lực vươn lên thoát nghèo bền vững, từ nguồn vận động ủng hộ của hội viên và vận động xã hội hóa, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Lào Cai đang thực hiện 5 dự án hỗ trợ phát triển sinh kế cho hội viên theo hướng bền vững với tổng trị giá hỗ trợ gần 2 tỷ đồng. Giả soát các cái hộ nghèo xem là cái nhu cầu của hộ nghèo đó cần cái gì và cái khả năng năng lực của các hộ gia đình đấy trong cái việc chăm sóc thì chúng tôi cũng sẽ có tính để làm sao mua những cái con giống phù hợp nhất để cho các hộ nghèo làm sao đảm bảo cái việc chăm sóc cũng như là sinh trưởng của các cái mô hình mà chúng tôi cũng đã hỗ trợ. Đa dạng các hình thức hỗ trợ để phù hợp với từng trường hợp khó khăn, từ đó tạo động lực cho hội viên vươn lên. Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Lào Cai đang nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong hai đêm công diễn 20 và 21 tháng 12 tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch khu vực Sơn Quần, thị xã Sapa, Sapa Lặng Lẽ Yêu, The Mông Show, vở diễn thực cảnh đầu tiên về người Mông tại Việt Nam theo hình thức vừa đi vừa cảm nhận đã đem lại nhiều cảm xúc bất ngờ cho du khách. The Mông Show được kỳ vọng sẽ là làn gió mới, góp phần đưa du lịch Sapa phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Ấn tượng, độc đáo và đầy tính nghệ thuật là điều mà các khán giả có mặt tại vở diễn Sapa Lặng Lẽ Yêu, The Mông Show cảm nhận được. Mỗi show diễn sẽ có tối đa 50 du khách tham dự. Thay vì ngồi cố định tại một vị trí theo dõi, mỗi khán giả sẽ vừa di chuyển, vừa lắng nghe, quan sát và hòa mình vào vở diễn thông qua từng lớp sân khấu được bố trí độc đáo. Show này nó đã lôi cuốn người xem, tức là nó tái hiện lại cái cuộc sống của người dân ngày trước, những cái gọi là chợ tình, những cái sinh hoạt của người dân. Một cái show diễn tôi nghĩ là rất tuyệt vời. Thông qua chương trình này thì tôi đã giới thiệu được những cái bản sắc rất là bình dị của dân tộc tôi, như là xay ngô này, dệt vải này, dệt lúa, xay lanh. Để xây dựng vở diễn kéo dài 35 phút với 7 hoạt cảnh, ngành du lịch Lào Cai đã phối hợp cùng ekip đạo diễn, nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Đó là sự kết hợp tinh tế giữa âm thanh thực, nghệ thuật múa đương đại, sử dụng chất liệu văn hóa dân gian của đồng bào người Mông. Đặc biệt, dàn diễn viên hơn 70 người đều là đồng bào dân tộc Mông. Chúng tôi muốn tôn tạo văn hóa Việt Nam. Chúng tôi muốn tất cả những đồng bào có được cái lời ca tiếng hát, có được cái cuộc sống rất là trọn vẹn về cả bên trong và bên ngoài. Show diễn này thì sẽ được Lào Cai hiện nay thì đang triển khai thực hiện và trong thời gian tới thì sẽ là một cái show diễn thường niên để mà thu hút cũng như là phục vụ làm cái sản phẩm du lịch đặc sắc phục vụ cho du khách. Ngoài điểm độc đáo là vở thực cảnh đầu tiên về người Mông tại Việt Nam, The Mông Show còn thu hút du khách bởi yếu tố gắn bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa với phát triển kinh tế du lịch, đem lại lợi ích cho địa phương cũng như bà con tại Sapa, Lào Cai.
Ban dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương tổ chức hội nghị gặp mặt thầy mo, thầy cúng uy tín tiêu biểu của huyện. Mường Khương hiện có 325 thầy mo, thầy cúng, trong đó dân tộc Mông có 178 người, còn lại là các dân tộc khác. Những năm qua, đội ngũ thầy mo, người am hiểu phong tục tập quán dòng họ, ông Mai, bà Mối đã tích cực cùng với cấp ủy chính quyền các cấp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, khôi phục, bảo tồn và giữ gìn bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc, xóa bỏ, cải tạo những hủ tục lạc hậu. Tại hội nghị, các thầy mo, thầy cúng đã bàn giải pháp, hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chống mê tín dị đoan trong đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn, phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa tốt đẹp. Công ty Điện lực Lào Cai vừa tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh khó khăn tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Tha có 8 lớp, 290 học sinh, trong đó 193 học sinh bán trú. Các học sinh chủ yếu là người dân tộc Mông, Dao, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, công ty Điện lực Lào Cai đã trao tặng 125 chiếc chăn, 120 chiếc màn, 120 chiếc chiếu, 100 đệm ấm, giúp học sinh bán trú đủ chăn đệm ấm vượt qua mùa đông giá rét, đảm bảo sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở của công ty Điện lực Lào Cai nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành điện lực, ngày 21 tháng 12 năm 1954, ngày 21 tháng 12 năm 2022. Hiện nay, việc sử dụng Internet của giới trẻ, nhất là học sinh, đang đặt ra nhiều thách thức, thậm chí là gây ra những nguy hại cả về tinh thần và thể chất, nhằm giúp các em có những kiến thức cơ bản để tự nâng cao sức đề kháng cho mình trên không gian mạng. Bằng nhiều giải pháp khác nhau, các nhà trường đã tích cực đưa nội dung an ninh mạng vào chương trình học. Nhận thấy rõ những nguy cơ học sinh gặp phải trên không gian mạng, nên những buổi tuyên truyền để nâng cao hiểu biết cũng như giúp các em có được kỹ năng xử lý tình huống khi gặp phải cũng được các trường đẩy mạnh hơn. Cùng với việc phấn đấu 100% các trường phổ thông định kỳ tổ chức giáo dục kiến thức, kỹ năng cho học sinh để tham gia môi trường mạng an toàn, các trường ở nhiều tỉnh, thành phố cũng đặt mục tiêu 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên mạng được hỗ trợ. Tất cả tổ chức cá nhân vi phạm quy định pháp luật đối với trẻ em sẽ bị cơ quan chức năng xử lý. Thưa quý vị và các bạn, với sự điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồi đầu tháng 8 vừa qua, môn lịch sử trở thành môn học bắt buộc đối với bậc trung học phổ thông. Như vậy, môn lịch sử là một trong những môn học bắt buộc từ cấp tiểu học, trung học cơ sở cho tới trung học phổ thông. Để môn lịch sử hấp dẫn, dễ tiếp cận hơn, các trường học của Lào Cai đã có những đổi mới về phương pháp và hình thức dạy học. Thăm nhà bia tưởng niệm 49 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tiễu phỉ chống Pháp năm 1950 tại xã Pha Long. Các em học sinh đã có trải nghiệm đáng nhớ, được biết, được hiểu thêm về lịch sử hào hùng của quê hương. Tình yêu với lịch sử cũng dần được bồi đắp qua những trải nghiệm ý nghĩa như thế. Em cảm thấy rất là biết ơn chương trình cho em trải nghiệm thực tế về những người đã hy sinh trong trận chiến để cho chúng em được học tập vui chơi trong môi trường hòa bình ạ. Ngay trong trường học, những giờ học lịch sử với mô hình trực quan sinh động như thế này cũng tạo được hứng thú đặc biệt cho các em học sinh. Trường tiểu học Khánh Yên Thượng đã làm được 20 mô hình từ cột cờ Hà Nội, Lăng Bác Hồ cho tới Dinh Độc Lập. Tất cả được làm từ các vật liệu dễ kiếm như xi măng, sắt thép, tre, gỗ. Mô hình trường học gắn với lịch sử truyền thống đã giúp các em hiểu và nhớ bài nhanh hơn. Việc học môn lịch sử cũng trở nên thú vị hơn. Các em quan sát, thế rồi các em đưa ra những cái ý kiến của mình, sau đó là khắc sâu cho các em về cái các cái mốc lịch sử, các cái sự kiện diễn biến, rồi là ý nghĩa lịch sử. Tiết học lịch sử không bó hẹp trong các phòng học mà có thể triển khai tại các di tích lịch sử, bảo tàng, các công trình lịch sử, đẩy mạnh việc sử dụng đồ dùng dạy học ứng dụng công nghệ thông tin để bài học phong phú, sinh động hơn. Với những cách làm sáng tạo như thế, thầy cô đã đưa môn lịch sử trở thành môn học hấp dẫn với học sinh. Ngoài những cái việc mà học ở trên lớp, về học về lý thuyết, rồi là việc giới thiệu qua các kênh truyền hình, rồi là trên các phương tiện thông tin đại chúng ra, thì các em sẽ được hoạt động cụ thể
và có những cái trải nghiệm thực tế trên các mô hình. Cùng với nhà trường, các địa phương, đoàn thể cũng luôn quan tâm đến việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thông qua đó giúp các em hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, khơi dậy niềm tự hào truyền thống cách mạng của dân tộc. Tiếp theo chương trình, Phú Thọ xử lý 14 vụ việc liên quan đến cá độ bóng đá. Tin quốc tế, phát hiện đàn kỳ nhông hồng mới nở quý hiếm ở Ecuador. Sau một tháng ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh hiệu quả với các tệ nạn và tội phạm hình sự, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh làm rõ 24 vụ phạm pháp hình sự, thu hồi tài sản bị thiệt hại gần 60 triệu đồng. Lĩnh vực tệ nạn xã hội đã phát hiện xử lý 35 vụ, 159 đối tượng. Trong đó, tệ nạn xã hội liên quan đến mua bán số lô đề là 21 vụ, cá độ bóng đá 14 vụ. Đặc biệt, sau gần một tuần thực hiện đấu tranh chuyên án 1122B để đấu tranh với đường dây đánh bạc xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Lâm Đồng, đến ngày 13 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can. Từ ngày 1 tháng 10 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin quốc tế. Một bức tường ở thủ đô Caracas của Venezuela vừa được dựng lên và được tô điểm bởi vô vàn hình trái tim sặc sỡ ghép từ hàng nghìn nắp chai tái chế. Đây là dự án được các nhân viên thuộc Tổ chức Liên Hợp Quốc khởi xướng nhằm gửi đi thông điệp của tình đoàn kết. Họa sĩ người Venezuela Maria Danieva Velasco, người đóng góp ý tưởng để hoàn thiện dự án này, đã đặt tên cho tác phẩm nghệ thuật độc đáo này là Bức tường thương yêu. Theo đại diện của Liên Hợp Quốc, việc dựng lên bức tường này nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tái chế cũng như tăng cường hiểu biết cho họ về biến đổi khí hậu và các thảm họa tự nhiên. Dự kiến bức tường cao 5 mét được gắn kết bởi 600 trái tim từ hơn 60.000 nắp chai sẽ được hoàn thành vào cuối tháng này. Các nhà khoa học đã phát hiện một đàn kỳ nhông hồng Nam Mỹ toàn con non mới nở. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy dấu hiệu sinh sản và phát triển của loài bò sát quý hiếm này. Kỳ nhông hồng Nam Mỹ có nguồn gốc ở sườn núi lửa Guốc trên đảo Isabela của Ecuador. Với con trưởng thành có thể dài tới 47 cm, ước tính loài này hiện chỉ còn 200-300 cá thể trong tự nhiên và thuộc nhóm có nguy cơ tuyệt chủng. Vì thế, việc phát hiện ra đàn con non có ý nghĩa rất lớn. Kể từ năm 2009 đến nay, chúng tôi chưa tìm được thêm bất kỳ cá thể kỳ nhông hồng Nam Mỹ non nào. Đây là một phát hiện rất quan trọng nhằm bảo tồn loài vật đang có nguy cơ tuyệt chủng này. Kỳ nhông hồng Nam Mỹ được lực lượng kiểm lâm tại Công viên Quốc gia Galapagos phát hiện lần đầu tiên vào năm 1986. Sau nhiều thập niên nghiên cứu, các nhà khoa học xác định kỳ nhông hồng riêng biệt với những loài kỳ nhông khác trên đảo. Loài này bị suy giảm số lượng nhiều do các loài xâm hại trên đảo, đặc biệt là loài gặm nhấm. Theo truyền thống, hàng năm, đường sắt nhà nước Nga khởi xướng một chuyến xe lửa xuyên qua hành trình hàng nghìn km để đưa ông già Noel, còn được gọi là ông già mùa đông, đi qua các thành phố ở Nga để gặp gỡ trẻ em trên toàn quốc. Nhưng năm nay, đoàn tàu sẽ không đi qua một số khu vực gần biên giới Ukraine. Theo đó, các thành phố bao gồm Quốc và Begorod nằm gần biên giới Nga với Ukraine đã bị loại khỏi danh sách điểm dừng của ông già Noel. Theo hãng thông tấn TASS, đoàn tàu của ông già Noel được trang trí lộng lẫy, bao gồm sảnh tiếp tân, toa dành riêng cho các trò chơi, toa dành cho nhà hàng và toa dành cho cửa hàng bán quà lưu niệm. Năm nay, chuyến tàu đã khởi hành vào ngày 22 tháng 10 từ thị trấn Veliki Ustuk ở vùng Volhoda của Nga. Đoàn tàu sẽ đi qua hơn 130 thành phố của Nga với hành trình hơn 33.000 km trong 85 ngày. Tàu sẽ quay trở lại điểm khởi hành vào ngày 15 tháng 1 năm 2023. Dù được xây dựng từ những năm trước công nguyên, trải qua hàng thế kỷ,
nhiều địa danh lịch sử trên thế giới vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và trở thành điểm tham quan nổi tiếng. Thời lượng còn lại của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo của nhân loại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.